À, quý vị thấy anh em chúng tôi mặc ba bô đồ là vườn trái cây. Vườn trái cây trên đường phố đang làm phim Trùm Nổ. Phim Trùm Nổ là của Khương Dừa sản xuất và đạo diễn Khương Dừa. Bảo Trung đóng vai Trùm, có anh cha ngoại tên Nổ, quý vị đoán biết lại rồi đó, là Khương Dừa. Nhưng mà Khương Dừa có nổ mà ông Trùm nổ không à. Phim này rất là dễ thương, sắp ra mắt quý vị nay mai trên kênh YouTube. Mong rằng quý vị ủng hộ cho Khương Dừa, kênh Khương Dừa, và nhớ đăng ký kênh Bảo Chung luôn nha, danh hài Bảo Chung đó. Hồi đó tao quen với má mày, mày xách cây bê rượt tao. Tao về nhà tao, tao mét má tao, tao nói má mày về tao. Nãy quay được mấy cảnh rồi? Cảnh là chín nè. Chín không? Ồ, chín nữa nè ta, cái này chín nè. Một cái nữa. Vô 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 hết trang. Khoan 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 khoan. Để thôi, để ta ngồi ta ăn xuống đi, vô trong vô hết trang. Để vô trước đây, để làm cho ông vô. Vô đây. Thôi thôi, dùm cái vụ. Cái chín nó ngon à. Ê. Em vô giùm cho, vô vô. Ê, chỗ gì vậy? Nó ngon. Trời ơi là trời, gặp giống cái sống sao nó muốn bể cái đầu luôn à. Xuống nào anh Nam? Mới xuống. Ừ. Nè, nó ngọt lắm. Chín cây, chín cây. Ngon quá. Ủa nãy anh quay gì vậy? Quay được hai ba clip rồi. Hai ba cảnh à. Rồi Tến quay chưa? Đây. Nãy đứng ăn ngồi đây chơi hả? Đâu có, chợ Hương vừa quay cảnh kia tới mình nè. À. Vậy hả? Ừ. Sao không ngồi chỗ nào kiếm ngay chỗ vú không ngồi vậy ta? Có ăn luôn. Ê, vú vú này hơi mềm nha. Mềm nó ngon chứ. Không thì nặng nặng hồi nó ra sữa nè. Đó ăn. Mẹ có sữa luôn nè. Ăn giọng đi. Bị ung thư có cục chai. Bậy luôn mày mới ăn nó bậy rồi. Công nhận con vú. Công nhận vô nó chai cưng. Đây cho hội ăn ăn vú nè. Công nhận Hương vừa hay nha. Mà tìm trái mềm mềm được đâu người ta này. Ngon á, ngon ngon ngon. Mới nhìn nó căng nè, vú căng nè. Bóp ra mềm ha. Ngon á. Trái nhỏ mà chín mà ngon á. Đang ngồi dính cái miệng chứ khá căng khác rồi. Rồi cho máy ra ngoài cho thiết kế luôn đi. Giờ quay gì nè? Quay phim, quay phim. Cậu gì? Cậu cá hả? Tự giận hết phải không? Dạ. Rồi anh ra anh cười phải không? Chồng quê phải không? Ừ rồi. Ủa, Khương Dừa. Mình tính mấy lịch mình mấy ngày quay vậy? Em là 5 ngày á, 6 ngày á. 6 ngày mà tính rút lại còn 4 á. Vậy hả? bữa nay thăm lai là bao nhiêu cái? Bữa nay là 10 giờ 78 cái rồi quay sáng giờ mới 3 cái. Vậy lấy thêm tháng nữa hay sao? Đừng, để anh biết đừng bậy lắm nha, cái đó bậy lắm. Lấy thêm tháng đi. Tại vì cảnh nặng á nha. Ủa sao kiếm trái mềm hay cứng nhắc không cha bơi. Trời nha. À, giờ mà nhắc ăn. Không cái này cứng à, cái này cứng à, cái này cứng nè. Bóp mà mềm nè. Không có kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm mà khi mà lựa vú sữa là sao Khương Dừa? Dạ, bóp cho nó mềm tay chứ. Là nhìn trái nào mà căng mà bóng á là bóp ra nhiều nước, nhiều sữa. Ờ. À. Bóp vô ngoài đâu nhồi bóp đâu nổi. Nghe không? Không cái nó giận. Cái đầu của Nam nó chính rồi nè. Đó. Nhìn đây thấy không kìa. Ê, thí dụ mà giả bộ mà chỉ thẳng luôn chứ tao nhìn lên một đống trái vậy tao biết. Đó nè, đó, đây nè. Nhìn đó. Đó, đâu ngay mặt trời luôn, nhìn thẳng vào mặt trời luôn. Ờ, mày thấy vô quá đăng, vô quá đăng, vô quá đăng. Em hái luôn. À, vô quá đăng. Thôi em tự hái luôn. Quá đăng cái. Quá đăng ơi. Hay vậy ta? Đúng luôn. Nam ngồi đợi anh. Nam đợi chưa? Đạo diễn, đạo diễn. Sáng giờ không gặp đạo diễn. Mà tối nay chắc hành hạ tôi cả đêm không? Cái đó là do Khương Dừa chứ không phải do em. Đâu đạo diễn sắp xếp chứ. Trời ơi, nó làm chơi chứ phải không quay đêm á, phải đáng lẽ phải báo cho anh trước biết là phải quay đêm. Dạ. Anh đem đồ theo chứ. Nó tiến độ nó tại cái ngày đầu tiên á nó chưa có vô nhịp lắm. Anh má, cố gắng. Má sinh năm 8 cũng phải 87 tuổi má ra. Ê mày gan mày dám bóp vú nhà tao ơi. Ok. Ok. Quá đang cái. Quá đang chuẩn bị quay. Ráng nhanh chút. Rồi.
Ừ. Nhớ xóa nha. Dạ. Anh nhớ xóa nha. Nhưng mà vậy thì Cương phải mặc cái quần giống như nuốt vậy đó. Cái này phải cột sao chứ, để nó nhúng vít lát quay quay cái gió ăn cái là. Ê vừa. Cho cái em mình đậu củ cột cái này cái trong cái che đi. Để nó mà quay lúc mà đã gió cái nó quay qua cái quay lại cái nó bị giấy á. Nó đã xa ra ấy ra co hay gì đó cái nó em, nó tính lát nó té là nó ôm này té luôn nè. Chứ rồi nó té sao anh? Giỡn đi. Mong một chút tím. Ở chỗ mình còn cao không? Cẩn thận nha chứ. Lấy cây gắn đi cho thôi nó thu ở bên kia lấy cái cây không với lại cho bự còn bên kia. Ơi mát quá. Quay đi em ơi, quay đi. Mát à. Trời, cái cầu gì mà làm được hay thiệt á. Tính 2-3 người thôi. Trời, giờ vô không biết sao vô. Té một xíu nha. À, xíu. Được chứ. Quen rồi không? Quen, dẫn đi cầu cá tra quen. Ủa ai hả? Ngồi chơi ngồi chơi. Dạ dạ. Trời, trong cái phim này là em đóng trung danh. Dạ hả? Dạ dạ. Em tên gì? Em tên Hải. Dạ. Em làm gì? Dạ, hồi xưa là cá đơ thì giờ cũng Ồ, cá đơ Hải Long An phải không? Dạ 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 đúng rồi, Hải Long An. Nghe nói là dạ. Thi đấu võ được dữ lắm không? Dạ. Hồi xưa anh cũng học võ dữ lắm. Dạ. Thấy nè, giờ tay chân gân guốc cũng còn á, phải không? Dạ dạ dạ. Nhưng mà đây là chuột bự, chuột mẹ nè. Dạ. Đây là chuột con thôi. Nó chạy Hải. Dạ. Lại theo ông nội. Chưa bà. Hiện trường người ta quay đông đen trời người hai ông nội, hai ông nội vô đó cũng đội chuột nữa. Đợi chút đây không làm tại chị đang bàn kịch bản, đạo diễn khó quá à. Ủa em bây giờ qua làm diễn viên rồi hả? Thì em cũng làm đạo diễn, làm diễn viên và nói chung là em muốn để cho mọi người biết rằng là võ thuật phải như thế nào. Bởi cảnh này là em anh trong cái phim này là em anh đánh rất là nhiều. Nhẹ tại thôi nghe xương cốt yếu lắm. Ủa tại vì hồi đó em cũng biết anh đóng hài rất nhiều mà cũng như anh cũng có võ tay kinh đô này kia, thành ra là anh cũng có tập tạ, thành ra là em mới khi mà đạo diễn nói là có anh chung đóng là em chơi liền. Đừng nói bắt cỡ cái đó chuyện hồi xưa. Bây giờ yếu xìu. Bây giờ em còn cứng quá. Trời ơi cứng rồi. Trời ơi. Ô cái bụng cứng quá trời luôn. Tập tạ. Tập tạ lâu quá rồi đó. Tới gom lại còn cục. Không mà cái tướng anh vẫn còn ngon á. Nói sao mà tự nhiên có cái tên từ Hải Long An à? Tại vì em quê Long An, thành ra là trong cái đơn rất nhiều Hải, rồi cái tự nhiên cái kêu Hải Long An vậy thôi. Ồ, em ở Long An. Dạ. Anh của Long An nè. Dạ, anh ở đâu? Quê ngoại anh, Cần Duộc. Dụ em ngay thị xã Tân An. Thị xã Tân An. Dạ. Cái này không cần thiết đâu, cái là mình đi kể sự kể lại mà. Cho nào vô chi tiết đó bé. Cái này là kể lại thôi. Giống như mình đi là hồi đó ổng mà đi theo người đó. Bây giờ anh đứng đâu? Từ đâu đi? Từ kia đi, thế này đi. Đưa ngoài đi. Khương vừa ác ghê. Quay là đài đỏ từ cái chỗ nắng không á, khổ quá. Nắng từ sáng đến tối. Nắng từ sáng đến tối. Quay cái phim này phải đi tắm trắng nè. Trời quay xong để quay xong thằng đi tắm trắng. Quay xong rồi đó tắm trắng luôn. Hồi trưa giờ chưa ai dám chỉ vô mặt anh vậy. Tán đó. Là phải tán cho chúng. Như vậy đó. Không phải đâu nêu nêu tao anh cũng không qua. Em cứ tán đây đi, tán cho đi, tán đây. Đó. Ok. Rồi. Tán đây, hộp cái đó. Hô, dám nói tên má tao hả? Má tao tên hô. Má tao thì hô, tao có biết đâu. Rồi má tao mày thấy cái miệng gì mà tao kêu hô.
Đây đây có ghế luôn chứ. Trời đất ơi, ông ngoại đi bán cho vui vui con ơi. Cái nhà ngoại là tổng đời lý số mà. Nhà 2-3 tầng vừa. Phải ngụy trang phải con cháu nó biết. Cái ông ngoại đi về để ngoại thể thao không con. Lớn tuổi rồi nó cần thể thao mà. Chứ không có gì làm. Ngoại tại số con. Ngoại tại số chạy đâu. Chạy nha, chạy nha. Chung chung làm cầm cho một chú đi ra diễn. Chính là con hơi ngỏng hơn. Chính là đặc hơn ngỏng. Rồi dứt đầu đi. Dễ dầu bắt được ông ngoại chưa nói chuyện tới ngoại thì đúng chứ. Ê, ê. Đoàn đem mic người nó gì đó không? Vậy đó, vậy đó. Không đâu có rảnh cái này đâu. Sang rảnh này có tụi em không? Chỉnh đó. Không có mấy này. Chúng tôi đập bùn dịch. Để đây đi. Ở đây là kéo xuống nói. Cô Bích cơ. Không. Cô Bích. Rồi quay quay xin mấy chị. Xong 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 quay quay. Quay cái đội nào cũng bị đánh á, từ đầu phim tới giờ quay mất có 3 ngày bị đánh hết rồi mấy lần rồi. Đúng quá. Không biết cái dài này nhận sao mà nó bị đòn hoài. Chắc nổ quá đó nó bị đòn chứ không gì hết trơn. Ê, thầy ăn đứng đi nghỉ lại. Ngày khác nha. Gặp lại nha, hẹn lại với người nha. Nhớ đăng ký kênh danh này Bảo Trung nha. Ê, ê, ê. Hồi đó tao quen với má mày, mày xách cây bê rượt.